Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách mua hàng nhập mã giảm giá trên Shopee nha. Mình vô trang Shopee. Ở trang Shopee á, nó cái mục đầu tiên á, nó có những cái này. Các bạn vô đây, bạn sẽ có cho rất nhiều mã giảm giá như khung giờ sale mấy bạn. Vì đây khung giờ sale. Mình vô đây. Đó, nó có cái những cái khung giờ đó bạn. Là các bạn vô trong đây là vào những thời điểm này nó sẽ cho các bạn mã giảm giá, như ở đây nè có mã giảm giá nhưng mà người ta lấy hết mã rồi, mình vô trễ hơn là không còn đó. Như mấy cái này là mình vô trễ hơn là không còn nha, mình cứ kéo lên mình coi có hiện cái mã giảm giá nào nữa không. Đó, không có thì mình nhớ vào những cái khung giờ này thì mình sẽ mua vô đây khi kiếm mã nha. Rồi mình quay lại, nó có nhiều trong cái đây có nhiều cái mục lắm mấy bạn. Ví dụ như là cái phi ship extra nữa bạn nè, phi ship extra, cái chữ phi ship extra là những cái mặt hàng mà nó có ghi chữ phi ship extra bạn nè, như đây nè, như cái chữ phi ship extra vậy nha, thì mình sẽ được giảm giá từ cái mã phi ship extra này. Giờ mình vô cái mục phi ship extra này nha. Đây trong đây nó có nhiều cái nữa bạn, đây thấy không, giờ mình thấy đây có cái nè, có cái mã nè bạn, mã miễn phí vận chuyển nè của phi ship nè, mình bấm vô mục lưu này nha, mình lưu lại rồi. Đây mình không, dưới đây mình đã có cái bốn bốn mã nè, bốn nhảy rồi chứ mình mua mình có thể nhập vô đó nữa. Rồi ngoài ngoài ra mấy dưới đây cũng còn mấy cái mã nữa bạn, bạn nhập vô luôn, bạn lưu luôn, lưu vô nó lưu vô để dành đi. Rồi kéo đây không còn gì mình sẽ quay lại, mình sẽ qua cái mục khác. Rồi ví dụ như hàng quốc tế nữa bạn, nếu bạn có mua hàng quốc tế á thì mình nhập vô đây coi có mã nào không, mình lưu lại luôn. Đây mấy cái mã này bị người ta lấy hết nha bạn nha, nên là mình nhanh tay thì mình lưu lại. Này mình không có mua hàng quốc tế thì mình không ấy. Rồi mình kéo qua đây có nhiều cái là bạn, như là Shopee Mail nè. Đó, giao hàng Shopee Mail mà cái hôm nay có mã gì không? Có gì ưu đãi không? Không có, mình quay ra. Mình coi như có đây có mã miễn phí vận chuyển đó bạn. Cái mã này nó cũng quan trọng nè, đó miễn phí vận chuyển nè. Mình miễn được nhiêu thì đỡ bấy nhiêu nha, mình vô nha. Đây. Đây có cái mã này bị ta lấy hết rồi. Đây thì nó có sẵn rồi nha, mình kéo xuống nào, nếu mà nay chưa còn chứ lưu thì vẫn cứ lưu vô nha. Rồi nếu mà nếu là có chữ lưu mình lưu vô, rồi xong mình quay ra mình để nó đi. Rồi ưu đãi đối tác các bạn, bạn vô hết trên đó luôn. Ví dụ như bạn mở thẻ ngân hàng bạn xài mới gửi, mình xài ngân hàng nào đó, mình mở thẻ thì mình có được những ưu đãi rồi lên tiền triệu luôn các bạn đó, nhiều lắm. Hoặc là các bạn liên kết với ngân hàng các bạn đang xài á thì cũng giảm giá nữa các bạn, có nhiều ưu đãi lắm. Trong đây có một mã giảm giá nữa các bạn, đây mình chạm vô mã giảm giá này rồi mình coi đây mình có gì không. Nó cũng nói những cái khung giờ trong đây có sẽ săn mã đó các bạn. Này hôm đây sẽ có cái bài, nếu mà còn thì ghi chữ lưu mình lưu vô nha, mình sạc để dành xài đó. Còn cái này là mã giảm giá của những ngành hàng bạn, cái này là ngành hàng nè đó, những ngành mình muốn mua như hàng những mặt hàng này thì nó có mã giảm giá mình lưu vô thì mình lại được đó bạn. Nhiều lắm. Rồi mình quay ra nha. Đây, đây cái này là của shop Bbay các bạn. Mình có thể lưu lại. Cái này là tiền qua bên mình lưu vô cái ví ví của Shopee các bạn. Mình xài qua mình chuyển khoản qua ví trước, mình ra tiền trước đó. Nó cũng giảm giá nhiều các bạn. Nha. Mình vô luôn coi có nào mình lưu hết đi.
Rồi xong giờ mình đi ra mình kiếm cái mặt hàng nào mình mua nha. Ví dụ mình mua những mặt hàng mà nó có chữ V-Ship Extra nè bạn. À, như kiếm những mặt hàng có chữ V-Ship Extra nè, nó sẽ nhập được cái mã V-Ship Extra hồi nãy các bạn nha. Giờ mình vô cái giỏ hàng mình có mấy cái mình vô cái hàng đi. Đây, mình vô cái giỏ hàng. Mình coi mình ví dụ đây. Đây có cái đơn hàng này 229 nè bạn. Đó, có V-Ship Extra thấy không? Đây, ví dụ như cái đơn những cái đơn hàng này nè. Giữa đơn hàng này là 700 mấy nữa bạn. 700 mấy 900 giả sử đi. Giờ mình mua cái đơn hàng này đi. Đó. Rồi, mình nhắm vô đây. Rồi xong nó hiện cái mục giảm giá dưới đây các bạn. Mình chọn mục giảm giá này. Ngoài ra chúng ta có thể nhập thêm cái mã giảm giá của cái mặt hàng đó, nó cho sẵn mã mấy bạn. Như là cái mã này nó sẽ hoàn 7% cho đơn hàng 300 ngàn nha mấy bạn. Này, đây hoàn 7% cho đơn hàng 300 ngàn trở lên nha khi mình nhập cái mã này. Đó, mình sẽ nhập mã này ở vô đâu? Này là 11L sale nha. Đây, mình sẽ giả sử mình mua cái mã ở đây. Mình chọn mặt hàng đó. Xong 11L sale. Chọn mã đánh giá đây. Mình nhập vô đây. 11L sale với bạn. Rồi xong mình sẽ áp dụng. Đó, nếu mà cái mã này nó còn sử dụng được á thì nó sẽ sử dụng được này, hết hạn sử dụng thì mình sẽ không sử dụng được cái mã này nha các bạn. Ngoài ra nó còn nhiều cái nguồn khác ở trên trang web rồi mấy bạn, nó cũng có cho mã giảm giá hay gì đó thì mình nhập vô, nếu áp dụng được thì mình áp dụng sẽ giảm thêm được một phần nào nữa mấy bạn. Rồi xong ở trong đây nó có nhiều cái mã khuyến khí vận chuyển, bạn mặc định là cái này đi. Giờ bấm chứ xem thêm coi còn nhiều cái nào có lợi không, mình so sánh nào lợi mình lấy nha. Đây ví dụ như cái mã đầu tiên nó đang chọn đó bạn, nó ghi áp dụng cho một số shop thôi, nó xài qua miễn phí qua ví Shopee nè và giảm tối đa được có 10 ngàn các bạn nha. Còn cái mục thứ hai này nè, mình sẽ xài qua Extra đó bạn, Extra, Fiship Extra nè, tất cả hình thức thanh toán luôn, thanh toán bằng tiền mặt hoặc là chuyển khoản cũng được mà giảm đến 70 ngàn các bạn nha, mà cái thời gian nó cũng sắp hết hạn còn 7 tiếng thôi. Hay là cái mục này là tất cả hình thức thanh toán nè, mà cho dành cho đơn hàng từ 50 ngàn các bạn, dưới mua đơn hàng dưới 40 ngàn không có miễn phí đâu, trên 50 ngàn cho miễn phí. Nhớ không? Ở đây cũng có nè bạn. Mình kéo kéo lên mình coi cái nào mình có lợi mình lấy các bạn. Đó, như mấy cái này tất cả hình thức thanh toán được 70 ngàn các bạn, ngồi mình đã nhập vô được quá trời thấy không? Đó. Mình mua được không? Còn này thanh toán ở ví Shopee các bạn. Chuyển khoản qua cái ví Shopee hoặc là mình thanh toán qua tiền mặt cho tiền ngân hàng các bạn, tài khoản ngân hàng á. Giả sử tất cả rồi. Giả sử mình chọn trước là cái tất cả hình thức thanh toán này mà giờ được 70 ngàn các bạn, giờ nó 70 ngàn nha, mình chọn cái này. Rồi sau mình kéo xuống đây nó còn cái gì đây các bạn, hồi nãy mình nhập nhiều mã giảm giá bạn, này giảm 5% nè, đơn tối thiểu 100 ngàn nha, giảm tối đa 50, này giảm 15% nè bạn, đơn tối thiểu 50 mà giảm tối đa 20 thôi đó. Mình sẽ lựa chọn cái nào mình tính ra nào có lợi nhất cho mình á thì mình sẽ chọn các bạn nha. Ví dụ như bây giờ mình giảm này 5% mà tối đa 50 ngàn, nãy cái đơn nó 700 mấy nha, 700 mấy thì giảm được hơn hơn không gần 30 ngàn nha. Cái đơn cái nếu giảm là 20 5% này thì tới gần được 30 ngàn, còn này giảm 15% thôi. Giảm 15% mà đơn tối đa có hai được 20 ngàn thôi, này giảm 10% rồi tối đa có 15 ngàn. Rồi. Có nhiều cái giảm được tiền mặt luôn bạn, vui này giảm trực tiếp 10 ngàn luôn là bạn, tương thể không đồng luôn nè, ngon lắm ha. Rồi mình giảm cái đầu tiên mình chọn cái này đây nha, rồi mình áp dụng nè. Nè bạn, không cái mặt hàng này tới 799 ngàn chưa tính ship nha. Trong đây nãy nhập giờ có được cái mã giảm giá này, tiết kiệm như đây thì nó còn được còn có 759 ngàn thôi nha. Hôm nay nó có áp dụng mãi miễn phí vận chuyển mà nó giảm phần nào thôi bạn, cái mãi phần miễn phí vận chuyển này nè bạn, nó chỉ giảm một phần nào thôi nha, chứ không phải là nó giảm nhiều đâu, hơn là giảm bằng còn không đầu luôn. Giả sử bấm mua hàng rồi đây, anh được tiết kiệm gì đâu này không,
mãi miễn phí vận chuyển các bạn, áp dụng mãi miễn phí vận chuyển, nó còn có 0 đồng đây nha. Nhưng mà sao lên tới 800 mấy lần nè, để mình coi coi. À, nó 800 ngàn. À, một hàng này mắc tiền quá, nó có cái phí bảo hiểm các bạn, phí bảo hiểm 14 ngàn nữa nè. Rồi gì? Rồi tiền vận chuyển 63 ngàn các bạn. Tiền chuyển mắc ghê chứ. Giảm giá được vận chuyển 63 ngàn. Vậy tới cộng thêm mình 14 tiền cái phí vận chuyển nha. Giả sử mà có đây là đang chọn hình thức là tất cả các hình thức chọn phương thức thanh toán này bạn. Mình vô mình chọn đi thử coi nó có rẻ hơn không. Vừa thanh toán như nhận hàng đi. Đó, cái này là thanh toán khi nhận hàng thì với giá này. Mà nó lại không có nhập giảm qua chơi Shopee mấy thôi cái qua chơi khác nha. Mình thử mình coi nó chỉ được cái miễn phí vận chuyển thôi. Rồi mình thử nhập ra cái chọn cái hình thức là thanh toán qua ngân hàng lên đi, đó ngân hàng mình nè. Đó. Mình chọn qua cái thanh toán bằng ngân hàng đấy, nó giảm mà 799 ngàn nè. Cái phí bảo hiểm thì nó để luôn nó không thấy nè. Miễn phí vận chuyển rồi hay là không? Nó được thêm cái voucher giảm giá 39 ngàn nè bạn. Nè không, được thêm cái voucher giảm giá 39 ngàn. Tổng thanh toán của mình bây giờ còn ở dưới đây nha. Rẻ hơn cái mặt hàng gốc luôn. Mặt gốc hàng gốc của mình là 799 ngàn, gần 80 ngàn mà cuối cùng còn có 773 ngàn các bạn. Xong bấm chỉ đặt hàng vô thôi. Đó, mình bấm đặt hàng vô là mình thanh toán bằng qua ngân hàng, nó sẽ rẻ hơn nữa nha. Đây mình thanh toán phương thức thanh toán của mình là ngân hàng. Rồi mình chào các bạn nha. À, có gì thắc mắc thì các bạn cứ inbox ở dưới comment dưới cái của mình nha bạn, cái clip của mình nha. Vì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mua hàng giảm giá được phần nào thì cũng đỡ nha mấy bạn. Ít ra cũng bớt được giá tiền chi phí vận chuyển này nha mấy bạn. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong những clip hữu ích khác nha. Xin chào.